Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344 999 456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng máy một trong người. Thứ nhất là cái con Galaxy Win, con này bản Hàn một sim bán cho người là 350.000 nhé. Con này thì xét về ngoại hình thì rất là đẹp luôn, lưng nước zin đẹp nhé. Đấy, logo nhà mạng Hàn vẫn còn này, đấy, viền viếc này. Mặc dù nó vỏ nhựa thôi nhưng mà viền vỏ rất là đẹp luôn, không có xước móp gì luôn nhé. Đây, siêu viền vẫn còn nguyên luôn đây này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nhé. Màn hình thì cũng đẹp, sáng choang luôn, cũng không có xước sát gì luôn. Đấy, không ám mố gì. Con này thì cấu hình của nó hơi cùi bắp một chút. Con này thì nó sở hữu cái RAM là 512 MB, bộ nhớ trong của nó là 8 GB nhé. Con này nói chung là nó để dùng những tác vụ cơ bản như Zalo, Facebook các thứ thì ổn thôi, chứ còn nếu ví dụ như dùng ứng dụng năng nặng hơn tí thì nó sẽ hơi chậm. Nói chung là kể cả Zalo, Facebook thì mọi người cũng phải kết nối wifi chứ, nó chạy 4G thì nó hơi chậm nhé. Đấy, con này thì đây em chạy thử cho mọi người xem này. Đó, ví dụ như mọi người vào đọc tin tức thì nói chung là nó cũng ổn, nó loát nó cũng khá là ổn đấy, thế nó loát cũng ổn luôn nhé. Cũng không đến mức mà chậm lắm đâu, không đến mức là đơ phải ngủ một giấc mới loát được dữ liệu đâu. Nó cũng tương đối ok đấy, tầm giá tiền thì cũng bằng cái màn hình của nó thôi, 350.000 nhé. Còn con này là con Grand Max, con này bản Hàn, cũng là bản Hàn một sim này, bán cho người là 850.000 nhé. Con này thì thiết kế thì khá là đẹp, nâng niếc nó sần sần, nhìn như kiểu là da luôn, như kiểu nâng da nhưng mà nó nâng nhựa nhé. Nhìn rất là đẹp luôn, con này thì cũng phải nói xếp là dạng đẹp keng speng rồi, không có một vết xước móp nào luôn. Màn hình thì nhìn này thì nó hơi xước xước nhưng mà không phải là xước màn hình, bởi vì nó vẫn còn miếng dán đây, vẫn miếng dán bảo vệ màn hình đấy nhé, vẫn còn luôn, bóc ra thì sáng choang luôn. Con này thì nó cũng là không phải là máy liền khối đâu. Đấy, nắp lưng của nó là tháo rời này. Đấy, sim thì thẻ nhớ này, pin biết pin con này là 2.500 mAh nhé. Đấy, pin là 2.500 mAh. Đấy, cũng khá là ổn, nói chung là dùng bình thường thì nó cũng được ngày. Đấy, mọi người dùng nhiều thì nói chung là smartphone dùng mà bình thường chỉ được ngày thôi. Đấy, cảm ứng các thứ thì ngon lành cành đào, màn hình đẹp không ám mố gì luôn nhé. Con này thì cấu hình của nó là RAM của nó là RAM 1,5 GB, bộ nhớ trong của nó là 16 GB nhé. Đây em cho mọi người xem qua về cái bộ nhớ của nó một chút. Đấy, bộ nhớ trong của nó là 16 GB này, RAM 1,5 GB nhé. Không hiểu sao lại Samsung không làm luôn cái RAM 2 GB đi, lại còn tiết kiệm mà 0,5 GB nữa làm cái RAM 1,5 GB. Nói chung là con này thì màn hình khá là to, rộng đẹp, chạy những ứng dụng cơ bản Zalo, Facebook, TikTok thì mượt luôn. Con này khá là mượt nữa. Đấy, chạy Wi-Fi 4G các thứ mượt. Máy thì đẹp keng luôn. Còn con này có con Galaxy Y. Con này cũng là bản Hàn một sim, bán cho mọi người là 1 triệu mốt nhé. Con này thì cấu hình nó hơn hẳn so với con Grand Max kia rồi, và nó to hơn luôn nhé. Đây này, nhìn này, và xét về bề ngoài thì nó to hơn. Thiết kế thì cũng kiểu mặt nâng sần ra thôi, nhưng mà kiểu cái này nó sần sần nhỏ thôi, nó không to như là cái con Grand Max kia. Đấy, sần sần nhỏ nhé. Con này thì cũng đẹp keng spec luôn, con này còn đẹp hơn cả con Grand Max luôn, nhìn còn không có thấy một cái vết xước nào luôn nhé. Đây cái nắp lưng của nó thôi, nắp lưng này nó nắp lưng tháo rời, ấn vào phát là khít luôn, thấy không? Đây, nó cũng là viền vỏ nhựa thôi nhưng mà không có một tì vết nào luôn nhé. Đây này, tem của Qualcomm 4G vẫn còn sáng choang luôn này. Đấy, màn hình thì cũng đẹp nhé, không ám mố gì luôn, cũng không có một tì vết nào, cũng không xước sát gì luôn. Đấy, trắng tinh luôn. Con này thì nó sở hữu cái cấu hình ngon hơn con Grand Max kia. Con này thì nó RAM 2 GB, bộ nhớ trong của nó là 16 GB nhé. Đây em cho mọi người xem luôn. Đây, chờ chút nó sẽ loát cái thông số bộ nhớ RAM cho mọi người xem. À, đây, mọi người chờ chút nhé. À, RAM của nó 2 GB này, bộ nhớ trong của nó là 16 GB nhé. Con này nó thiết kế đời mới hơn con Grand Max kia nên là nó sẽ có nhiều cái cấu hình ngon hơn, nâng cấp các thứ nó sẽ mượt mà hơn. Cam trước thì nó cũng ngon hơn con Grand Max, tất nhiên là hơn tiền thì nó sẽ hơn rồi. Đấy, con này thì cũng nắp lưng tiểu tháo rời thôi. Đấy, con Grand Max kia thì cái viên pin của nó là 2.500 mAh, con này thì ở viên pin 3.000 mAh nhé. Đấy, khai sim thẻ nhớ cái thứ này, mềm miếc sáng choang luôn nhé. Đấy, 1 triệu mốt nhé, bán cho mọi người 1 triệu mốt. Ra tầm tiền mà 1 triệu mốt mua một con máy đẹp như này thì nói chung là cũng khá là ổn trong cái tầm giá tiền. Đấy, cấu hình nó cũng khá là ngon rồi. Đấy, còn con này là con A700 này, con này email là 099, con này bản Hàn một sim nhé, bán cho người cũng là 1 triệu mốt luôn. Con này thì cũng không có gì phải chê luôn, không hiểu sao mấy con máy giá rẻ hôm nay nó đẹp như thế, đẹp keng luôn, đẹp gần như là mới vừa như đập hộp luôn đấy. Con này nó là vỏ nhôm nguyên khối nhá, ba con này thì nó vỏ nhựa rời nhưng mà con này nó vỏ nhôm nguyên khối, mà vỏ nhôm thì rất là dễ xước và cấn móp rồi mà, nhưng mà con này thì rất là đẹp luôn này. Em cho mọi người xem này, này thậm chí là cái tem thông tin của nhà sản xuất vẫn còn nguyên ở đây nhé. Đấy, viền này
không một tì vết nào luôn. Phải nói là con này đẹp như mới luôn, keng spem luôn. Đây, tem Qualcomm 4G nhé. Con này Samsung này nó sử dụng cái chip 4G của Qualcomm nên là nó có cái tem đấy. Đây, màn hình nhớt này. Phải nói là zin đẹp đẹp, đẹp luôn, đẹp keng luôn. Màn hình thì con này thì nó ngon hơn ba con này, bởi vì ba con này nó sử dụng cái màn hình LCD, còn cái con này A700 này nó sử dụng cái màn hình AMOLED nhé, nên là cái màu sắc hiển thị rồi các thứ nó sẽ đẹp hơn so với những màn hình LCD. Là cảm ứng thì nó cũng mượt mà hơn, bởi vì màn hình AMOLED thì nó rất là đắt rồi. Thực ra cái giá là 1,1 triệu này gần như là em bán bằng tiền giá màn hình luôn, bởi vì màn hình AMOLED thì không bao giờ có con nào giá dưới triệu luôn, cực kỳ là đắt cái màn hình AMOLED bởi vì hiển thị nó đẹp như này mà. Con này thì nó cũng sở hữu cái RAM của nó là 2GB, bộ nhớ trong của nó cũng là 16GB nhé. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16 và cũng rất là mượt mà, không ám ố gì luôn. Đấy, bán cho người là 1,1 triệu nhá, đẹp keng luôn. Đấy, còn con này cũng là con A700 này, IMEI của nó là 864 bản Hàn một SIM, bán cho người là 850.000. Con này về ngoại hình thì cũng đẹp keng luôn, đẹp keng spam luôn, máy màu màu đen màu trắng này đều đẹp keng, nhưng mà con này rẻ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì con này nó là máy màn ám nhá. Đây em cho mọi người xem ngoại hình trước, sau đó em sẽ cho mọi người xem cái độ ám của cái màn hình của con này, nên nó rẻ hơn. Đấy, một con 1,1 triệu đẹp như nhau, một con có 850.000 thôi. À, đây siêu nhà sản xuất vẫn còn nhá, mã thông tin mã vạch các thứ đây, đây nó cũng ghi là bản 16GB ở đây. À, nét căng luôn, giống như kiểu nó bạch công tử luôn, trắng. Đấy, không có một tì vết nào, đẹp như con đen như luôn. Ừ, đây này, nếu mà đây là như con này nó chỉ đây là nó chỉ vết ố xìn xìn nhỏ tí tí thôi, không không đáng kể. Con đen thì nó không có những vết đấy, nhưng con này thì có một vài vết như thế thôi, nhưng mà màn hình những thứ cũng thế này. Đây, nói chung là con nếu mà về độ đẹp thì con này không thể bóng bằng con kia được, con kia nó đẹp bóng luôn, con đen đẹp bóng, con này thì nó kiểu vẫn có kiểu xìn xìn và một vài cái vết chấm kiểu dạng đầu kim thôi, nhưng mà nó cũng gọi là 1,9:1,10 rồi. Đấy. Nhưng mà màn hình thì nó cũng là màn hình zin nhưng mà bị ám nhẹ đây này, mọi người nhìn thấy cái vệt ám hồng ở đây. Nếu mà so với con này thì nó sẽ bị hồng hơn nhé. Thực ra thì nó cũng kiểu dạng ám nhẹ thôi. Đây này, em cho mọi người xem này. Thì cái con này nó mọi người nhìn thấy nó hồng hơn. Và nó cũng thuộc dạng ám nhẹ thôi, và nó cũng lưu hình kiểu lưu hình mờ mờ đây này, mọi người nhìn thấy không? Nó lưu hình mờ mờ thôi. Thực ra ám rất là nhẹ thôi nhá, không không đáng kể gì. Đấy, nó cũng sở hữu là cái RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB nhá. RAM 2 bộ nhớ 16 A700 màu trắng cũng rất là đẹp rồi. Đấy, mà giá 850.000 thôi, rẻ bằng cái A500. Còn con này con A520, IMEI là 668 688, con này bản Việt 2 SIM, bán cho người là 1,5 triệu. Con này nâng niếc thì đã thay mới rồi nên là cũng không có vết xước nào về cái lưng cả. Nhưng viền thì bị xước móp xấu nhá. Con này viền khá là móp méo xấu đấy. Đấy, màn hình thì kính trước thì đẹp, không xước sát gì, hiển thị trắng trong không ám ố. Đấy, con này thì nó là A5 2017 nên là cấu hình của nó cũng khá là ổn. Con này nó sở hữu cái RAM của nó là 3GB, bộ nhớ trong của nó là 32GB nhé. Đây em cho mọi người xem về cái thông số RAM và bộ nhớ trong của nó. Đây, RAM 3GB này. Đấy, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy, chân sạc Type-C và có hỗ trợ sạc nhanh nhé. Đấy, con này nó có hỗ trợ sạc nhanh, gần như là bán bằng tiền giá màn hình thôi. Màn hình con này thì nó cũng phải rơi vào tầm 1,3 triệu đến 1,5 triệu rồi. Ừ, còn con này con A520 này, IMEI là 064 bản Việt 2 SIM, bán rồi 1,3 triệu. Con này máy màu vàng, nâng niếc cũng thay mới rồi, màu vàng thì nhìn nó đẹp hơn so với màu đen kia. Cũng không xước sát gì nâng đâu, nhưng mà viền thì có bị xước nhá. Đấy, có xước móp nhẹ. Đấy, con này thì nói chung nó không bị nặng như con đen kia, xước móp không nặng như con đen nhưng mà nó bị xước móp nhẹ, nhưng mà nhiều hơn. Đấy, nhiều hơn. Kính trước thì cũng bị xước hơn. Đấy, nhưng kính con đen kia nó cũng bị xước, nhưng kính con này thì bị xước nhé. Đấy, màn hình con này thì bị ám nhẹ nhé. Đấy, không thể đẹp bằng con kia được. Đấy, màn ám hồng nhẹ thôi, hồng rất là nhẹ luôn, con này ám nhẹ nhé, thì xếp dạng ám siêu nhẹ. Đấy, con này thì nó cũng sở hữu là cái RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé, bán cho người là 1,3 triệu thôi, màn ám nhẹ nhé. Đấy, còn con này là con S6 này, IMEI là 747 bản Hàn một SIM, bán cho mọi người là 1,6 triệu. Thật ra đời S6 thì bản Hàn bản Việt thì nó để một SIM thôi, và cái nó cũng sở hữu con chip và RAM các thứ như nhau, nên là bản Hàn bản Việt như nhau nhé. Nên là con này thì đẹp nét căng luôn, phải nói một con S6 mà đẹp như con này thì cũng thuộc dạng hiếm luôn đấy. Máy màu vàng nhìn rất là sang luôn, cam kia các thứ này phải sáng choang luôn, logo nhà mạng Hàn vẫn còn nhá, kính đựng zin đét luôn, viền biếc này, quá đẹp luôn. Nó chỉ có một cái vài vết xước nhẹ nhẹ ở chỗ chân tai nghe mấy chân xả một tí tí thôi, không không đáng kể gì luôn, và không có một vết móp méo nào luôn nhé, phải nói là quá đẹp luôn. Đây con này nó còn có cả mắt thần này. Đấy, mắt đấy thì mọi người cài app vào có thể điều khiển được tivi điều hòa thứ luôn. Kính kiếp này đẹp không có một tí vết nào luôn nhé, sáng choang luôn, màn hình thì hiển thị đẹp không ám ố gì luôn.
nét căng luôn, trắng tinh luôn nhé. Con này thì nó sở hữu là cái RAM của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong cũng là 32GB nhé. Để em xem, bởi vì con này nó dòng S6 này nó sẽ có phiên bản bộ nhớ 64GB nữa. Ừ, đây em cho mọi người xem con này nó sở hữu là cái RAM thì có thể như nhau nhưng mà bộ nhớ trong nó sẽ khác nhau. RAM 3 này, bộ nhớ trong của nó là 32GB nhé. Con này RAM 3 bộ nhớ 32, đẹp nét căng luôn, bán cho người là 1 triệu 6 này. Còn con này cũng là con S6 này, IMEI là 372, bản Hàn một SIM bán như vậy là 1 triệu rưỡi. Thì con này về ngoại hình thì không thể bằng con vàng kia được, con màu trắng này thì nó sẽ hơi cấn móp hơn một chút so với con đấy kia nên là em bán rẻ hơn 100 nghìn nhá. Đấy, con này thì nâng niếc thì đẹp, nâng niếc thì zin đẹp này, đấy, nét căng luôn, viền biếc thì hơi cấn móp một chút nhá, đây, móp này. Đấy, nói chung là nó cũng có xước, kiểu xước nhẹ thôi, móp nhẹ thôi, đây này, chỗ này này, đấy, có một vài vết móp nhẹ như này thôi. Nói chung là nó cũng không đến mức là thậm tệ lắm, nên nó có những một vài vết móp nhẹ như thế thôi, cũng khá là ổn. Và cái ria mép màn hình thì nó đây này, chỗ này này, chỗ ria mép màn hình này nó hơi chóc sơn một tí nhé. Đó. Còn đâu màn hình thì cũng zin đẹp, nét căng luôn, cũng không có á mố gì luôn nhé. Đó. Chỉ hơi chóc sơn tí ria mép này chỗ màn hình này thôi, mới viền có một vài vết móp đấy em cho mọi người xem đấy. Còn đâu màn hình cái thứ này đẹp, nét căng luôn, không có á mố gì luôn nhé. Đấy, con này thì nó cũng sở hữu là cái RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Đấy, con này phiên bản bộ nhớ trong cao này, 64GB này. Đấy, rất là cao luôn. Đấy, bán cho người là 1 triệu rưỡi nhé. Còn màu trắng này về ngoại hình thì nó hơi cá sấu một tí, tức là nó móp méo nhẹ thôi, cũng nói chung là ở cái mức độ là khá là đẹp rồi. À, được cái bộ nhớ trong rất là cao, rẻ hơn 100 nghìn nhé, còn màu trắng. Ừ. Còn con này cũng là con S6 này, IMEI là 164 này, con này bản Hàn một SIM bán là 1 triệu mốt này. Con này thì nâng niếc thì zin đẹp, nâng đẹp mà nó cũng máy màu vàng, nhưng mà viền thì xấu nhất, nếu mà xét về ba con thì con này viền xấu nhất này, này móp méo nhí. Nói chung là nó cũng kiểu móp méo nhẹ nhẹ thôi nhưng mà nhiều hơn so với con trắng kia nhé. Đấy, nó kiểu nhiều vết hơn thôi. Nhưng mà thực ra thì cái như này cũng khá là đẹp rồi, máy bởi vì máy máy vỏ nhôm mà được giữ được như này cũng khá là đẹp rồi, nhưng mà tiếc cái là cái màn hình nó chóc sơn nhiều, còn như con trắng kia nó chỉ chóc tí ở riêng mép thôi, nhưng mà con này thì chóc ở phần dưới này. Đấy, nhìn rất là xấu luôn, con này chóc sơn nhiều nhé, nhưng mà bán cho người 1 triệu mốt thôi. Đấy, màn con này thì cũng đẹp, không có ám mố gì đâu, ám nhẹ, con này ám nhẹ lắm, ám siêu nhẹ luôn, con này ám cực kỳ là nhẹ, gần như đây này, nó lưu hình mờ mờ một chút đây này, hơi hồng hồng một tí thôi, ám cực kỳ nhẹ luôn nhé. Đấy, nếu mà con này về màn hình thì chê nhất là cái chóc sơn này, nhìn nó hơi chóc sơn nhiều, nó hơi xấu. Đấy, cái dòng S6 này thì nó trang bị khá nhiều cái tính năng cao cấp nhé, nó có cảm biến vân tay này, có hỗ trợ sạc nhanh nhé, đây em thử cho mọi người xem này, khá nhiều cái tính năng cao cấp luôn, đây này, nó báo sạc nhanh luôn nhé, đây này, em rút ra này, cảm ơn này. Nó báo này đang sạc này, sau đó chuyển về chế độ sạc nhanh luôn nhé. Đó. Khá nhiều công nghệ ở trên con S6 chứ không phải là không có công nghệ gì đâu nhé. Cảm biến vân tay các thứ cũng rất là ngon, lành cành đào luôn. 1 triệu mốt, hai con kia thì cũng cảm biến vân tay sạc nhanh cứ ngon luôn hết nhá. Còn con này con A70 này, IMEI là 841, con này bản Việt hai SIM bán cho người là 3 triệu tư này. Đấy, nâng niếc thì hơi xước xấu một tí, đây mà nó còn có một cái vết dạn ở chỗ lưng này này. Đấy, còn đâu cam kết là lưng zin luôn nhé, viền biếc thì cũng bị chóc sơn này, này viền chóc sơn này. Con này viền chóc sơn khá là nhiều, gần như là chóc sơn gần như là chiếm khoảng tầm 40% là nó bị chóc sơn rồi, nhưng mà nó không bị móp méo gì đâu, nó chỉ bị xước chóc sơn thôi. Còn màn hình thì đẹp nhé, màn hình thì không xước thì mà hiển thị thì trắng đẹp không AMOLED nhé. Con này thì cấu hình thì ngon rồi, nói chung là A70 thì nó rất là mượt mà rồi, bởi vì nó cái máy đời mới nên là cấu hình ngon, màn hình rộng đẹp và chạy thì mượt mà luôn nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, 3 triệu tư nhé. Còn con này là con A920 hay còn gọi là A92018, IMEI là 653, bản Việt hai SIM bán cho người là 3 triệu 3 nhé. Máy màu xanh, nâng niếc zin đẹp nhé, viền viếc này, nét căng luôn. Nói chung là nếu mà xét về độ sang đẹp đấy thì con A9 này nó sẽ cứng cáp hơn so với con A70 kia nhé, vì nó là nâng kính, con như con này nó nâng nhựa viền nhựa, con này nâng kính viền kim loại nên là viền nhôm, nên là nhìn cầm nó rất là đầm tay và nhìn nó rất là sang. Màn hình thì đẹp, không có á mấu gì luôn nhé. A920 nó còn rẻ hơn A7 kia, bởi vì con này nó đời 2018, con này đời 2019 này, nên là cái đời 2019 bao giờ nó cũng đắt hơn. Con này thì nó sở hữu cái cấu hình khá là ngon luôn, RAM của nó là RAM 6GB nhé. Mọi người chờ chút đây em cho mọi người xem này, RAM 6GB, bộ nhớ trong cũng là 128GB. Bộ nhớ RAM và bộ nhớ trong thì cũng như con A70 kia thôi, nó khác nhau về con chip nhé. Đấy, 3 triệu 3. Còn con này là con Mi Note 10 này, con này bán cho người là 3 triệu tư nhé. Con này thì xếp vào dạng đẹp keng sven rồi, con này vẫn còn bảo hành chính hãng 16 tháng nữa nhé, nên mọi người dùng thoải mái yên tâm luôn. Con này thì zin đét luôn rồi, vì máy người ta vừa mua vừa mới sử dụng thôi. Này cam kiếc này, 4 cam này, nhìn rất là ngon luôn.
cực kỳ là đẹp luôn nhé, Mi Note 10 và viền vía các thứ này. Nói chung là con này nó còn bảo hành chính hãng dài nên là quá là ngon luôn, đẹp, màn hình các thứ này. Đấy, cũng là màn hình tràn viền đục lỗ nhé, trắng tinh không AMOLED gì. Con này thì cấu hình nó rất là ngon. Thực ra Xiaomi ấy, Xiaomi này, Oppo, Huawei thì nó sẽ tập trung vào một cái cấu hình. Đấy, nó không tập trung về màn hình đâu. Màn hình con này thì nó chỉ là màn hình LCD thôi, nó không giống như những cái dòng của Samsung nó là màn hình AMOLED hoặc là OLED. Đấy, nên nó rất là đẹp. Samsung thì nó sẽ chú trọng về cái màn hình, nó không thiên về cấu hình nhiều lắm, nhưng mà đội Xiaomi, Oppo thứ thì nó sẽ thiên về cấu hình. Đấy, nên là màn hình của nó thì bình thường thôi, LCD, nhưng mà con này hiển thị cũng khá là đẹp. Con này thì nó sở hữu cái cấu hình là RAM của nó là RAM 6GB nhé. Nè, RAM 6GB này, chip 8 nhân mạnh nhất này, 2.2 GHz này. Đó. Đây, bộ nhớ trong lưu trữ của nó 128GB nhé. RAM 6 bộ nhớ 128, màn hình tràn viền đục lỗ nhé. Rất là mượt mà luôn, 3 triệu tư thôi. Máy vẫn còn bảo hành chính hãng đến 16 tháng nữa nhé. Con này thì vẫn còn sạc zin của nó luôn nhé, sạc zin sạc nhanh luôn nhé. Bọn này thì nó sẽ thiên về cấu hình và dung lượng pin. Pin con này là 5.000 mAh nhé, nên là pin cũng rất là khỏe luôn. Đấy, còn con này là con A51 này, IMEI là 121, bản Việt hai SIM, bán cho mọi người là 3 triệu 9 nhá. Đấy, nâng niếc zin đẹp, máy màu trắng này. Đấy, nâng zin đẹp, viền viếc này, đẹp nét căng luôn, không có xước móp gì luôn nhé. Màn hình đẹp, không xước sát, không ngà mố gì luôn, trắng tinh luôn. Con này thì nó cũng sở hữu là cái RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. À, RAM 6GB, bộ nhớ 128 này. À, rất là ngon luôn, 3 triệu 9 nhé. Còn con này là con A51 này, IMEI 913, bản Việt hai SIM, bán cho người là 3 triệu 6. Con này thì về ngoại hình thì nâng niếc thì nó zin, nhưng mà xước nhé, xước này, xước cũng khá là nhiều. Nói chung là nó có vết những xước nhỏ nhỏ, răm cũng khá khá là nhiều. Đấy, nhưng mà được cái thì kính cam các thứ thì đẹp, nâng này, xước này, mọi người nhìn thấy không? Có một vài vết xước đấy. Viền viết thì lại đẹp nhé, nâng xước thôi như vậy viền đẹp. Màn kính màn thì cũng không bị xước gì đâu, nhưng mà có một cái đường nứt đây này, mọi người nhìn thấy không? Nó có một cái đường nứt kính đây nhé, đây em lấy nét cho mọi người đấy, mọi người nhìn thấy không? Nó có một đường kính vòng vòng đây này, đó, một đường cứ nứt kính ở chỗ đấy nhé, còn đâu cũng không bị xước sát gì đâu, hiển thị thì đẹp, nét căng luôn, không ngã mố gì luôn nhé, trắng tinh luôn. Đấy, con này thì nó cũng sở hữu cái RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. A51 thì cái phiên bản đời mới thì nó sẽ là RAM 8, nhưng mà những cái phiên bản mà đời cũ cũ này thì ra đời trước, đời đầu ấy, thì nó sẽ là RAM 6. Còn đời sau này ấy, thì nó sẽ là RAM 8 nhé. Có con này là con A71 này, IMEI là 135 này, bản Việt hai SIM, bán như là 4 triệu 9. Máy màu xanh này thì rất là đẹp rồi. Còn nếu mà về tất cả các màu của A71 ấy, thì màu xanh này gần như là đẹp nhất và được ưa chuộng nhất nhé. Đấy, con này thì không có gì phải chê về ngoại hình rồi, quá đẹp luôn, nét căng luôn. A71, A71 thì nói chung xét về mọi thứ thì nó sẽ hơn hẳn A51 luôn, màn hình to đẹp hơn này, rồi cấu hình ngon hơn, nói chung là hơn tiền mà nó hơn hẳn 1 triệu mà, thì tất nhiên nó ngon hơn là đúng rồi. Con này thì nó sở hữu cái RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Đấy, máy màu xanh 4 triệu 9 nhé. Còn con này là con Note 2 này, bán cho người là 650.000 nhé. Note 2 thì nói chung là nó cũng khá là lâu rồi, nhưng mà dùng những tác vụ cơ bản thì khá là ổn và trong cái tầm tiền 650.000. Con này thì vỏ thì nó zin nhưng mà xước, nói chung là vỏ nhựa thì chả chắc bao giờ tránh được những cái vết xước này. Quan trọng là nó không bị móp méo là ổn rồi. Đây này, nó chỉ xước chóc sơn thôi. Đấy. Đây, con này thì Note 2 thì nó cũng là lắp lưng tháo rời, những cái đời từ bắt đầu từ cái Note 5 trở lên thì nó là mới là thiết kế nguyên khối, còn Note 4 các thứ thì nó vẫn tháo rời. Đây, pin biết các thứ này, pin con này thì nó là 3.100 mAh nhé, đây, cũng khá là cao, lắp lưng tháo rời này. Con này thì cấu hình cũng khá ổn đấy, trong cái tầm tiền nó cấu hình khá là ổn đây. RAM là 2GB nhé, bộ nhớ trong là, đây em xem là 16 hay là 32GB. Con này RAM của nó là RAM 2 bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy, bộ nhớ trong rất là cao luôn. Đấy, mặc dù nó cũng khá là lâu rồi nhưng mà bộ nhớ trong cũng khá là cao, và có chạy 4G, con này có hỗ trợ 4G wifi các thứ cũng khá là mượt nhé, nên wifi các thứ cũng bắt căng đét luôn.
bán cho một người là 650.000 thôi. Nói chung mà con này nó không 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 giống như là những con Grand Max hay là con White hay là con Win này đâu. Thì con này nó là máy cao cấp một thời của Samsung, nó cũng là một trong những con máy đắt tiền thời đấy, thời con này ra nó hai mấy củ mà. Thì nó trang bị cũng rất là nhiều cái tính năng cao cấp, và màn hình nó là màn hình AMOLED nhé, nên là rất là đẹp luôn. Màn AMOLED đấy chứ không phải màn LCD đâu. Đấy, nên là cảm ứng rất là mượt mà và mượt nhé, và hiển thị đẹp nhé. Đấy. Còn con này là con Note 3 này, IMEI là 546 bản Hàn, một SIM bán cho người là 950.000. Con này thì nâng niếc thì đẹp rồi, zin nét đẹp, viền viếc thì hơi chóc sơn tí thôi. Nói chung là khá là đẹp nhé, con Note 3 này khá là đẹp. Nên là nó chỉ hơi chóc sơn tí thôi, không móp méo gì đâu. Đấy, màn hình viếc thì đẹp, nét căng. Con này nó cũng là màn hình AMOLED nhé. Và thiết kế thì rất là vuông. Nói chung là so với Note 2 thì nó đẹp hơn rất là nhiều, và màn hình rộng đẹp hơn nhé. Đấy, hiển thị có thứ cũng ngon lành hơn. Đấy, đẹp hơn nhé. Ừ. Con này thì nó cũng, con này nếu mà xét về cấu hình thì nó cao cao hơn hẳn so với Note 2. Con này nó sở hữu là cái RAM 3GB, bộ nhớ trong của nó là 32GB nhé. Con này thì nó nâng cấp về RAM và chip rồi, và bộ nhớ trong thì như nhau, cũng là 32GB. Chạy khá là mượt mà luôn. Nói chung là chạy những ứng dụng cơ bản như Zalo, Facebook, TikTok thì con này mượt mà. Con này xem phim thì rất là đã, vì màn hình nó rất là rộng đẹp, màn hình AMOLED mà, đẹp không có AMOLED gì luôn nhé. Đấy. Bán cho người là 950.000 thôi. 950.000 sở hữu một con Note 3 thì cũng khá là ổn, bút biết các thứ vẫn hoạt động ngon lành cái nào nhé. Đây em rút bút, tôi bút cho mọi người xem này. Đó, nó sẽ hiển thị cho mình ra một cái bảng thôi. Đó, chấm vào đây này, không ok không hiện lại nữa. Đó, ghi chú vào đây ngon lành cái nào luôn. Đó, ghi chú nhanh tích vào đây phát là xong đấy. Con này khá là hay luôn, cái tính năng boost của dòng Note này khá là tiện, ví dụ như cho các bạn bán hàng hay là làm dân văn phòng thứ, ghi chú nó rất là nhanh. Ừ, tiện. Đấy, con này thì dòng Note 3 này chưa có hỗ trợ sạc nhanh, dòng đến dòng Note 4 nó mới có hỗ trợ sạc nhanh nhá. Đấy, con này thì cũng sạc bình thường thôi, nó cũng khá là nhanh, nếu mà mình dùng cái sạc 2A thì cũng khá là nhanh. Đấy, con này cũng là Note 3 này, IMEI là 044 bản Hàn một SIM, bán cho người 4 950.000. Ra 950.000 thì gần như là nó có tình trạng như nhau thôi. Đấy, nâng niếc cũng zin đẹp này, trắng tinh luôn. À, viền viếc thì con này cũng bị kiểu xước kiểu bong bong trơn nhẹ thôi. Đấy, cũng như con kia thôi. Đấy, nói chung là độ đẹp nó như nhau, màn hình thì cũng đẹp nhé. Đấy, không có xước sát gì đâu, hiển thị thì nét căng luôn, cũng là AMOLED này. Đấy, trắng tinh không AMOLED gì luôn nhé. Đấy, cũng con này thì cũng là RAM 3GB, thì em xem là bộ nhớ của nó bao nhiêu GB đây. Bộ nhớ trong của con này cũng là 32GB, thường thường là nó thời đấy nó cùng model thì nó sẽ cùng một cấu hình. Đấy, RAM 3, bộ nhớ 32. Chỉ có ví dụ đời sau này nó sẽ có nâng cấp lên, là như con dòng S6 thì nó có 32 và 64 GB. Ừ, con này thì là 32 GB nhé, RAM 3 GB. Ừ, chạy rất là mượt mà luôn. Rồi, cho mọi người xem máy, con này tháo lắp lưng ra là xem được máy thôi. Rồi, ốc a các thứ mên mạch sáng choang luôn. Rồi, pin biết con này cũng là pin, con này không biết nó không ghi miliampe giờ đây, không biết là pin mấy nghìn miliampe giờ, nhưng mà nói chung là pin cũng khá là ổn. Rồi, kính cam kia các thứ này vẫn còn đẹp luôn này. Đấy, cam kia vẫn ngon luôn nhé, 950.000 nhé. Đấy, còn con này là con Note 4 này. Đấy, Note 4 này, con này IMEI là 979 này, bản Hàn một SIM, bán những người là 1,2 triệu nhé. Đấy, con này thì nâng niếc thì zin đẹp, máy màu cà phê nhé, màu lâu nhé, màu cà phê rất là đẹp luôn. Đấy, đến đời Note 4 này thì nó là Note 2, Note 3 thì nó là viền nhựa, còn đến dòng Note 4 này thì nó là viền kim loại nhé. À, viền kim loại, con này viền kim loại rất là đẹp luôn, viền nhôm này. Đấy, rất là đẹp. Màn hình trước nó cũng màn hình AMOLED nhé. À, đẹp, nét căng luôn, không ngá mố gì luôn. Con này thì nó cũng sở hữu là cái RAM của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong của nó cũng là 32GB nhé. À, RAM 3, bộ nhớ 32. Đấy, nhưng mà đến đời Note 4 này thì nó sẽ trang bị thêm rất là nhiều tính năng cao cấp, và con chip của nó mượt hơn nhé. Nếu mà so với Note 3 ấy, này, mọi người nhìn thấy không? Nó trượt thì nó nhanh hơn Note 3 rất nhiều, nó mượt mà hơn nhiều. RAM 3, bộ nhớ 32, nhưng mà con chip của nó ngon hơn, nên là nó xử lý nhanh hơn và nó có nhiều cái tính năng cao cấp nữa nhé. Con này thì nó có cảm biến vân tay này, có hỗ trợ sạc nhanh nhé. Đấy, Note 2, Note 3 thì chưa có hỗ trợ sạc nhanh, đến dòng Note 4 thì nó có sự hỗ trợ sạc nhanh rồi. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Em cắm này. Đây nhé, mọi người nhìn ở cái góc sạc này. Đây này, nó hiện cái chữ đang sạc này. Đấy, sau đó chuyển chế độ sạc nhanh luôn, thấy không? Đây em cắm lại cho mọi người xem lại lần nữa nhé. Đấy, đấy đang sạc này, nó chuyển chế độ sạc nhanh luôn. Đấy, Note 4 thì đến đời Note 4 thì nó có chế độ sạc nhanh rồi, và nó có cả cảm biến vân tay nhé. Đây em thử cảm biến vân tay cho mọi người xem. Vân tay này là vân tay thế hệ thứ nhất, nên là nó sẽ nếu mà so với những vân tay đời mới giờ thì nó sẽ chậm hơn nhiều nhé. Đấy, nhưng mà cũng khá là ngon. Đấy, thấy không? Đấy, đấy, nó trượt trượt đây, nó hướng dẫn mình này. Nó như vân tay bây giờ thì ấn chạm, nhưng vân tay này phải trượt này. Đấy, trượt 10 lần sẽ được. Đấy, em thử trượt đúng 10 lần cho mọi người xem ok không. Đó, vân tay đã đăng ký này, đăng ký này.
Rồi, chuyển tiếp này. Đây là cái này xác nhận. Xác nhận đăng ký vân tay này. Rồi. Ok, đã đăng ký vân tay. Rồi, cái mã pin dự phòng thì em đặt 1, 2, 3, 4, 5 xem nào. Có được không? Chữ A nữa xem nào. Đó, nó 1, 2, 3, 4, 5 này. Chữ A này. Ok này. Đó, đây, em mở thử cho mọi người xem nhé. Xem là nó có ok không. Đây này. Chưa chưa con này chưa chưa cài khóa, nhưng mà đấy vân tay của nó cũng khá là mượt mà ngon nhé. Đấy, còn có hỗ trợ cả sạc nhanh. Đây con này thì nó cũng chưa phải là máy nghiền khối hẳn, nhưng mà nó cũng kiểu lắp lưng tháo rời này, và pin tháo rời được đấy. Pin biếc này, đấy, khay sim này, rồi khay thẻ nhớ các thứ đây này, cảm biến nhịp tim các thứ nhé. Đó, rất là ngon luôn, bút biếc này ngon lành cành đào luôn nhé. Đấy, được cái thì nó đã làm vỏ nhôm rồi và có cảm biến vân tay, có hỗ trợ sạc nhanh rồi nhé, nên là khá là xịn sò. Lốt 4 và màn hình thì rất là đẹp luôn, Super AMOLED này, quá mượt mà luôn, đẹp luôn nhá. Giá thì có 1,2 triệu thôi. Còn con này là con cũng là con Note 4 này. Con này thì phải nói là chất. Đến thời điểm bây giờ mà gặp được một con Note 4 như này thì phải nói là cũng phải là hiếm có, khó tìm luôn. Em khẳng định với mọi người là gần như là không khó thấy. Rất là hiếm có, khó tìm luôn một con Note 4 đẹp như này luôn. Này, mọi người nhìn này, nó zin từ miếng dán zin đi luôn. Này, miếng dán này vẫn còn zin theo máy luôn này, zin nét luôn nhá. Viền này, con này viền phải nói là keng luôn, nó đẹp như cái con A700 vừa lấy luôn đấy, nó đẹp như con A700 ấy luôn. Cũng, cũng máy màu đen này mà nhìn nó cái các cái đường nét này không có một tì vết nào luôn nhé. Đây đúng duy nhất chỗ này này, nó hơi xước xước chảy chảy một tí thôi, một tí tí chỗ đấy thôi, còn đâu này phải nói là không tì vết nào nữa, đúng một tí tí ở chỗ góc trên đấy thôi. Còn nó bút biết các thứ này, sáng choang luôn này. Phải nói là người chủ cũ này, nhìn cái bút của nó này, vẫn còn đen bóng sáng choang luôn này, đầu bút các thứ này. Đấy, sáng choang luôn nhé. Đúng một tí tí, nó hơi hơi chảy một tí ở trên kia thôi. Mà cái ốp này thì ốp là ốp chính hãng luôn nhé, ốp CleanView chính hãng luôn này. Samsung này, Galaxy Note 4 này, rồi phím to nhỏ này mọi người nhìn nhé. Con này nó là ốp LED nhé, đây là khi, đây. Em vừa tắt nguồn này, để đây để em mở nguồn cho mọi người xem cái ốp led của nó rất là ngon luôn. Đây trong thời gian nó chở, nó khởi động thì em tháo ra em cho mọi người xem về bên trong của nó đây. Đấy, viên pin này. Đấy, và đây là những cái tiếp xúc, này là tiếp xúc với ốp nhá. Đấy, cái này là cái những cái tiếp xúc chân đồng này, tiếp xúc giao tiếp với ốp này. Đây này, nó sẽ có chân đồng này, tiếp xúc cái ốp này nó ốp chính hãng nên là nó có những đường tiếp xúc này, và nó khi tiếp xúc có các đường này thì nó sẽ có tạo ra những cái cảm ứng và hiệu ứng của ốp. Đấy, con ốp này chính hãng luôn của Samsung này, và nó là LED FLIP này. Đấy. Con này đây nó có cả thông số của ốp luôn. Đây cái ốp LED nên là nó có sử dụng điện nhé. Đấy, điện của nó ra và các tiên trần tiếp xúc này của nó là 3V này, 150 mA này. Đó. Và đây này, cái nơi cái này nó là con Samsung Note 4 thị trường Hàn Quốc nên là nó có cái chữ Hàn nhé. Đấy, nhưng mà cái thị trường Hàn Quốc hay là Mỹ hay là Nhật thì đều sản xuất ở Việt Nam mình. Đây là cái địa chỉ sản xuất của nó này, đấy, Samsung Electronics Việt Nam này. Đó, mọi người nhìn thấy không? Đấy, và cái năm sản xuất của nó là 2015 này, tháng 4 luôn này. Nó dập cả đấy. Đây cả đây là cái mã QR code này. Đấy. Đây là một cái ốp chính hãng và nó zin nét luôn, đi theo máy luôn nhé. Đấy, nó có cả in tháng năm sản xuất luôn, rồi nhà máy xưởng sản xuất ở đâu luôn này. Đấy, sản xuất ở Việt Nam mình luôn nhé, Samsung Electronics Việt Nam luôn này. Đấy, nhưng mà con này nó thị trường dành cho thị trường Hàn Quốc này. Đấy, nhưng mà nhà máy Samsung sản xuất chính thì nó ở Việt Nam mình, nên là tất cả những sản phẩm Việt, thị trường Hàn Quốc hay thị trường Mỹ hay thị trường Nhật hay là thị trường Trung Quốc thứ gì thì nó đều Việt Nam mình chuyển sang hết nhé. Đấy, bởi vì Samsung đặt cái nhà máy sản xuất chính ở Việt Nam mình mà, nên là nó rất là ngon luôn. Đây con này đây em khởi động nguồn lên cho mọi người xem rồi. Đấy, thì con này thì màn hình này phải nói là trắng tinh luôn, không có một chút gọi là ám ố luôn này. Này phải nói là nó trắng trắng như trứng cà bóc luôn, quá đẹp luôn. Và con này thì nó cũng sở hữu là cái RAM 3GB, bộ nhớ trong cũng là 32GB nhé. Đây em cho mọi người xem này. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB này, màn thì quá đẹp luôn và cũng có hỗ trợ sạc nhanh, cảm biến vân tay các thứ, ngon lành cành đào luôn nhé. Này. Đây đây này, em kéo xuống cho mọi người xem này. Đấy, đây, nó đã báo là sử dụng sạc nhanh này. Đó, thấy không? Đây, ốp review này. Đấy, khi ốp vào đây, nó hiện cái nét này. Đấy, nét hiện giờ đây nhé. Và khi có cái tin nhắn thì nó cũng có hiển thị tin nhắn ở đây. Có cuộc gọi nhỡ, nó cũng báo cuộc gọi nhỡ ở đây nhé. Đấy, ốp vào, đấy, nó báo giờ này. Và khi có cuộc gọi nhỡ hay là tin nhắn nó đều báo ở chỗ nét này nhé. Nét là cái màn hình nét ở cái ốp nhé, chứ không phải là ở chỗ phần này đâu. Đấy, nét ở phần ốp này luôn.
Đấy, ô và phát nó cảm ứng bởi vì nó có cái mạch điện giao tiếp ở đây mà. Đấy, phím to nhỏ các thứ này. Đấy, cực kỳ nó ngon luôn cái ốp này. Xịn sò luôn, xịn sò con bò luôn mà. Phải nói là đây này, em phải nói nhìn cái này nó mới chất. Cái cam của nó này, nó vẫn còn siêu cam luôn. Phải nói con này quá là hiếm có khó tìm luôn mà. Vẫn còn siêu cam luôn nhé. Ừ. Phải nói là chất thật luôn. Đấy, con này thì bán cho mọi người là 1,5 triệu nhé. Đấy, quá là xịn luôn. Này, phải nói là chất luôn đấy, mà với tầm tiền thì nó cũng rất là mượt mà luôn. Này, ứng dụng cơ bản các thứ thì đấy, mọi người nhìn thấy nó trượt cực kỳ là mượt luôn. Cái ốp này thì nó có thêm một cái tiện nữa này, nó có chỗ này để mọi người ví dụ như là dắt thẻ ngân hàng các thứ ở đây này, hay là thẻ ATM hay là chứng minh thư các thứ ở đây này. Đó, nó chỗ khe dắt này. Nói chung là con này nó là một trong những cái ốp thiết kế cho doanh nhân, kiểu dạng ốp doanh nhân đấy, đựng thẻ thiết các thứ rồi ấy, nó rất là nhìn nó rất là xịn sò luôn đấy. Chất thật, con này phải nói lâu lắm rồi em mới nhìn thấy một con nốt 4 nó chất như thế này luôn đấy. À, còn con này con nốt 5 đây. Đấy. Hôm nay thì rất là nhiều dòng nốt từ đời trước đến đời mới. Đấy, con này nốt 5 nhá, nốt 5 này. Con này thì zin và đây siêu siêu của nhà sản xuất vẫn còn đây, mã bạch như thứ đây nhá. Đấy, con này thì đây nó là bản 64 GB này. Đấy, nó dập luôn là bản đây 64 GB luôn đấy. Con này IMEI là 306 nhá, bản Hàn một SIM. Thực ra Note 5 thì bản Hàn bản Việt nó đều là một SIM, chỉ có bản nội địa của Trung Quốc ấy, thì nó sẽ là hai SIM nhá. Đấy, còn bản Hàn bản Việt thì như nhau, đấy, SIM như nhau rồi RAM chip các thứ đều như nhau luôn. Bán cho người 1,7 triệu con này. Đấy, con này thì nâng nước thì zin đét luôn. À, logo nhà bạn Hàn này, zin đét đẹp nhá. Viền thì có xước móp nhẹ đây này, góc này thì đây này nó có vài vết xước nhẹ thôi. Đấy, chỗ này thì không phải xước đâu, chỗ này là bụi, đây là chỗ này bẩn bám thôi, không phải xước đâu nhá. Đấy, chỗ này cũng vẫn bẩn bám mà. Đấy, nó chỉ có một một vết chảy nhẹ chỗ bút này này đó, chỗ này nó gọi là chỗ chảy nhẹ thôi nhá. Bên hông thì đẹp, đây chỗ này góc trên này có một vết chảy nhẹ nữa này. Đấy, còn đâu rất là đẹp, đúng hai vết chảy, một chỗ này với một góc trên này thôi, còn đâu thì rất là đẹp luôn. Màn hình này, kính trước đẹp nhé, nút home trước đẹp. Đấy, con này thì màn bị ám nhẹ nhé, ám rất là nhẹ luôn. Ừ. Ám siêu nhẹ luôn, nó chỉ hơi hồng hồng thôi, nhìn qua cam này gần như là mọi người không thấy đâu, nhìn mắt thường thì nó hơi hồng nhẹ thôi nhé, ám rất là nhẹ luôn. Đấy, con này được cái là bộ nhớ trong nó rất là cao, RAM 4 GB, bộ nhớ trong là 64 GB nhé, Note 5. Thực ra Note 5 thì em không cần phải giới thiệu nhiều rồi vì ở cấu hình của nó mọi người ai cũng biết rồi, để nó là một trong những siêu phẩm một thời của Samsung, và đến bây giờ thì nó cũng vẫn là siêu phẩm và vẫn cứ đẹp và vẫn cứ mượt mà. Đấy, màn hình thì đấy, quá là to rộng đẹp nhá, là thiết kế rất là đẹp luôn, máy nguyên khối. Đến đến đời nó nốt 5 là cái thiết kế dòng nốt nó đã lên một cái tầm cao mới rồi. Đấy, chân sạc vẫn là chân sạc micro thôi nhưng mà cũng có hỗ trợ sạc nhanh nhá, cảm biến vân tay các thứ ngon. Đến cảm biến vân tay đến đời nốt 5 này nó cảm biến vân tay một chạm rồi nên là nó sẽ ngon hơn cả cảm biến vân tay của nốt 4 nhá. Đến đời nốt 5 thì nó nâng cấp hơn rất là nhiều thứ rồi, từ thiết kế rồi mọi thứ nó nâng cấp lên ngon và đẹp. Còn con này con Note 9 nhá, IMEI là 304, bản Hàn một SIM, bán cho là 5 triệu mốt nhá. Đấy, con này thì máy màu tím mộng mơ, lưng nước các thứ zin đẹp này, viền viết đẹp này, đó, nét căng luôn, không có xước móp gì luôn nhá. Màn hình trước thì bị ám nhẹ, con này ám siêu nhẹ luôn, tất cả các chỗ khác đều trắng đẹp, riêng một chỗ duy nhất chỗ này này. Đây em lấy nét gần cho mọi người, đấy mọi người nhìn thấy cái hình tròn tròn hồng hồng không? Đấy, nó ám nhẹ, đúng muốn lưu muốn cái hình tròn hồng hồng ấy một tí đi ở đấy thôi. Ám cực kỳ nhẹ luôn, con này thì nó sở hữu là cái RAM 6 GB, bộ nhớ trong là 128 GB nhá. Đấy, ám siêu nhẹ luôn, một tí đi. 5 triệu mốt. Còn con này con Note 9 này, IMEI là 920, bản hạ bản Việt nhé, bản Việt 2 SIM. Bán cho người là 4 triệu 9 này, máy màu xanh nhá, màu xanh này, nâng nước thì zin đẹp này. Đấy, viền viết các thứ này cũng đẹp nhé. Cũng chả có móp méo gì luôn, cũng không kém gì độ đẹp về ngoại hình so với con bản Hàn kia đâu. Nhưng mà cái con này thì nó cũng thuộc dạng là màn ám nhẹ, màn ám nhé. Nếu mà so với ám của con bản Hàn kia thì con bản Việt này nó ám hơn nhé, và ám nhiều hơn. Đây em về cái màn hình trắng cho mọi người xem, nó sẽ thấy ám nhiều hơn. Đây, mọi người nhìn thấy cái vệt ám hồng này nó chạy dài hơn, và những phần bên này thì nó lưu hình nhẹ hơn nhé, chỉ có mỗi cái vệt này là ám nặng hơn, nhìn rõ hơn đấy. Thì xét về độ ám thì con này ám nặng hơn so với con bản Hàn kia nhé. Con này thì nó sở hữu cái RAM cũng là RAM 6 GB, một như trong là 128 GB nhé, bán cho người là 4 triệu 9 nhé. Còn con này con S10 Plus này, IMEI là 500, bản Việt 2 SIM, bán như là 7 triệu 2. Con này máy màu xanh ngọc rất là đẹp luôn, màu xanh này thì cực kỳ là đẹp, nâng niếc zin đẹp nhé. Viền viết thì có bị xước nhẹ thôi, xước rất nhẹ, kiểu xước dạng xước đầu kim thôi, đây này. Đấy, chấm chấm đầu kim như này thôi nhé, xước rất nhẹ thôi. Màn hình rất đẹp,
trắng tinh, không có á mố gì luôn nhé. Con này chỉ đúng chỉ gáy viền nó sức nhẹ thôi, còn đâu viền viết đẹp nhé. Con này thì nó sở hữu cái cấu hình của nó là RAM, của nó là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. S10 Plus thì em chả cần phải giới thiệu nhiều rồi, bởi vì là nó quá đẹp, quá mượt mà và không có gì phải chê về nó luôn. Đấy, màn hình tràn viền đục lỗ 2K đằng trước rất là ngon luôn, mượt mà, ngon anh cành đào nhé. Đấy, thì trên đây là những máy hôm nay em bán cho mọi người. Mọi người lấy máy gì thì cứ nhắn qua Zalo số 0344 999 456 giúp em nhé. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Chào mọi người.